chúng ta hiểu được cái ngũ hành là chúng ta cũng có thể lý giải được ngay là bác này tai biến do ảnh hưởng bộ phận nào. Nếu do tim thì sẽ không nói được, đúng không ạ? Nhưng ngược lại có những người tai biến mình nó não, khi mình đến họ vẫn nói chuyện bình thường được với mình, vẫn đủ điều kiện để kể cho mình nghe được tình trạng bệnh của họ bây giờ ra sao. Người đấy vẫn nói bình thường, thì cái người này hiểu ngay tim không ảnh hưởng gì.